Lạy Thánh Mắt Tí Nô rất khiêm nhường, lòng yêu thương nồng nhiệt của người, chẳng những che chở các anh em tung nghèo, mà lại cả những thu vật ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của Đức Bác Ái, chúng con kính mừng và cầu khấn người. Từ tòa cao người ngự, xin đoái thương nhẫm lời anh em tung nghèo kêu xin, để chúng con đường bắt chương nhân đức người, mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ can đảm vang thanh ra theo chân Chúa Cứu Thế và Mẹ Sầu Bi. Sau hết đường về nương thiên đàng, vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lòng nhân ái thuở bình sinh, bởi lòng thương xót vô bờ, người đã giang tay ôm ấp muôn người khổ đau. Thì ngày nay trên trời vinh hiển cao sang, người hãy thương nghe chúng con khẩn cầu. Chúng con nguyện xin Thánh Mắt Tí Nô, người là cha những kẻ khó nghèo đau yếu, lấy tình thương xoa dịu những nỗi u buồn, và hãy ban ơn cho hết muôn người kêu xin, được mạnh sức đêm ngày vui đón hy sinh, và luôn noi theo gương sáng các nhân đức người. Lạy Thánh Mắt Tí Nô rất khiêm nhường, lòng yêu thương nồng nhiệt của người, chẳng những che chở các anh em tung nghèo, mà lại cả những thu vật ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của Đức Bác Ái, chúng con kính mừng và cầu khấn người. Từ tòa cao người ngự, xin đoái thương nhẫm lời anh em tung nghèo kêu xin, để chúng con đường bắt chương nhân đức người, mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ can đảm vang thanh ra theo chân Chúa Cứu Thế và Mẹ Sầu Bi. Sau hết đường về nương thiên đàng, vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lòng nhân ái thuở bình sinh, bởi lòng thương xót vô bờ, người đã giang tay ôm ấp muôn người khổ đau. Thì ngày nay trên trời vinh hiển cao sang, người hãy thương nghe chúng con khẩn cầu. Chúng con nguyện
cô nghèo đau hiếm.